Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Naminco. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với map duel. Họ thì họ chọn thành Titan là tướng Naga. Chúng ta sẽ chọn thành Dumlay và Brookhill. Bây giờ chúng ta sẽ lấy gỗ đá đi. Đây mất 2.69 ô các bạn ạ. Ô hình như là nhiều quân level 6 hơn thì phải. Mình cũng chưa nắm rõ map này lắm, tham gia cũng chưa phân biệt được. Nói chung là phải chơi nhiều mới biết được bạn. 8x và 8 anh quen tham gia những map này, thực sự mình cũng chưa nắm rõ được cách những map đấy nó sẽ có yếu tố gì chủ đạo. Start rồi, map của có lẽ xấu. Người chơi cao khác vừa đi được mấy giây đã restart rồi. Họ chỉ nhìn qua họ biết là họ sẽ đi mất bao nhiêu nước ấy, mình đoán thế. Nghe mình hơi xấu thì chạy ra một này, hai này. Ngày thứ nhất là lấy được ba tờ giấy để sang đây. Ngày thứ hai thì lấy cái này, lấy cái này. Ngày nhất ăn được cái này sang đây là cùng. Thứ hai là vòng từ đây sang đây. Thứ ba ăn cái này. Thế thì làm sao mà đủ được nhỉ? Thứ tư mới về thành ngủ thế. Cáp. Hơi thế này thì ấy không mới lắm. Mình đây mình ăn mấy cái này nhưng không có nhắc có giấy nào bên này cả. Mình sẽ không hồi thành được, mất 5 ngày nếu mà tính ra thì mất 5 ngày. Rồi, như này thì còn đỡ. Như này thì còn đỡ. Xem mà cô bằng số tiền này. Cô đây ăn cái này, ăn tờ giấy ăn cái này. Scouting luôn. Chết rồi, mình chưa để quân ở trong thành rồi. Giỏi thế. Đi ngắn ngắn ạ. Đấy, quên cái nào. Sao cái mỏ cá này nó chả. Thiếu gỗ tên vịt mai mai đi xin ta đen lên thôi mai học cái phép vào quên để quân thành mình sẽ lấy thêm một cái này nếu mà để quân trong thành. Có lẽ map 2.69 ô này map mà nhiều quân level 6. Bỏ cái này lại cho speed nó đỡ thấp thì tạm cung một đầu thôi. Trăm 200 thì không đủ rồi. 200 141 này không đủ. Thiếu
tiền lên mắc QR1. Thế thì thôi đi luôn đi. Thiếu tiền lên mắc QR1. Vịt luôn này. Thành Titan ở trong map này có mạnh không nhỉ? Naga thần đèn chính là thành Titan, map này có vẻ cũng mạnh đấy, nếu bạn nếu mà có cặp đôi Naga thần đèn nó cũng kinh đấy. Naga là boost player đánh cũng đau phết đấy. Không thấy mỏ vịt mấy nhỉ, toàn mỏ Basilic kìa. Chỉ em mình nhầm mà, 2.69N, ở à, đây có mỏ Hira này. Thế thì phải có quân level 6 nhỉ, phải có mỏ vịt chứ. Bây giờ vậy thành ngày thì mình hết mana rồi. Mình xem nước đi ở tối nay bao nhiêu nào. 1.700 hay là mình xuống lấy thành bên dưới trước nhỉ. Xong lộn ngược lên lấy sau. Sau mình có 1.700 mover và mình sẽ xuống dưới thành giới trước đi. Đủ không? Đủ mua vào. Chắc là đủ, hy vọng đủ. Ôi 400 khả năng đủ rồi. Thế mỗi thứ lại thiếu tí mà vừa cay thật. Cay thật. Mỗi thứ thiếu ít mà vừa.
thành cái này, lai xuống ăn cái này, xuống đòi ăn cái này. Rồi được, thôi chạy bộ xuống đây cũng được, làm sao lai từ đây chạy cũng thế mà. Anh hai bỏ vịt luôn. Ôi thôi, ngày mai thứ hai mất rồi. Để ngày mai thứ hai mất rồi. Cái này mất hạn, mất 4 con vịt rồi. Rồi thế. Lỗi quá. Lỗi quá. Chị đi mang quân không đi đánh nhé. Lỗi quá. Chắc quên không ăn đây là mất luôn 2 con vịt và 4 con vịt chứ, phí thế. Nhầm, bị nhớ nhầm. Ồ, này là hot lót con bắn đúng không nhỉ, con này là con bắn đúng không? Ủa, 6 vịt cơ, căng thế. Ây à, sao lại bắn con này luôn, nó đi trước à? Ui, căng thế. Nhưng mà con thành cover này mình chưa hiểu rõ hết sức mạnh của nó. Chưa nắm rõ hết được sức mạnh quân của khu vò này. Thôi hỏng rồi, toàn còn hỏng hết cả 6 vịt nữa này chị cơ. Trâu thế à? Thôi hỏng rồi, mất hết vịt rồi. Quân level 3 mà kinh vậy. Mình không nghĩ nó mạnh thế. Mình không nghĩ nó mạnh thế. Thật sự
Ôi, chấp nhận thôi, mất 6 VT lại phải làm lại rồi, coi như mất 2 tuần rồi. Coi như mất 2 tuần rồi. Xui thế, rồi đúng quân khó chơi. Mình không nghĩ nó mạnh thế. Đấy, con của mình còn vịt của mình còn được cộng 2 speed, một speed của tướng, một speed của đất đầm lầy mà vẫn đi sau nó. Lên phát là bắn nó mặt luôn, sợ thật. Rồi, nhất là về sau tránh với quân của đầm lầy là khi mình chưa hiểu rõ hết sức mạnh của cái thành đấy. Kinh thật. 6 vịt luôn. Mất 6 vịt luôn mà. Cung cũng mất hết rồi. Cung cũng mất hết rồi. Sợ thật. Chán sợ thật cho đời. Chẳng có vơ chứ. Số phòng thủ cao hơn ạ. Mỏ vịt nhiều phết đấy, đúng rồi, map ô này, map nhiều quân level 6 thì phải. Map N như không có mấy, map N như toàn quân level 4 trở xuống. 4 5. Thế như thế. Mất hết vịt buồn thế. Buồn thật, tự nhiên mất hết vịt. Vì đánh con vớ vẩn đổi lấy 90 chó. Âm vỡ mặt. Âm vỡ cả mặt đấy. À quên, không chết chó ra rồi. Ê cơ mà. Giỏi thế. Giả thế, quên chạy chó ra rồi. Ôi giời. Thế thì tôi còn đánh làm gì. Thế thì tôi chứ còn đánh làm gì nữa.
lót con này à? Xuống đây là 700 ăn hai cái hòm này nữa, xong hợp thành tiếp mai đánh lên cái chỗ này. Hira này có nên đánh Hira không nhỉ? Một mỏ này, hai mỏ này, ba mỏ này. Hồi thành bây giờ là 300 về 4.700, chúng ta đánh con này. Lên được Xper là 200, chúng ta có thể hồi thành luôn, thế thì đánh con này đi. Xper bây giờ nha, nếu đánh con này mà lên được Xper đất thì chúng ta có thể hồi thành luôn, đúng không? Bây giờ chỉ có lên Xper đất thôi. Rồi chấp nhận gió này. Ơi, quên không lấy đất rồi, thế thì hồi thành sao được? Thôi hồi thành vậy. Vậy có đúng 300 hồi thành vậy. Xui thế, quên mất không lấy đất. Gió mình có thể lấy được về sau mà. Quên đấy. Thấy gió phát là mừng ấy, lấy luôn. Gió có thể xây bằng nhà này lên. Quên đấy. Quên đấy. Mira Speed 5 6. Nó né cái này à? Nó lại né à? Học rồi. Để quê nó không đánh được xong nó thì cũng hơi nguy hiểm. Hay xem nào, con này chấp nhận rồi, không thể tránh được. Lót cả. Tự nhiên mất mấy vịt là khó đánh thế. Đánh thêm vịt ra đánh lại. Ồ, đã hết giờ rồi. Mình đã hết tham nhanh thế. Đánh mấy trận lâu quá. Đánh vào đấy này ra đánh tiếp vậy. Thế đấy rồi, hết quân rồi. Thank you.
4 giây. Sợ thế, tại vừa đánh xong có 4 giây. Yên cái trận đánh con quân thành cover là mình mất nhiều vì quá, đánh trận sau khó khăn đấy, đánh nó tính nhiều hơn, thế thành ra là thời gian bây giờ lại thành thiếu. Cay thật, tuần này nó 4 win nữa thì ngon. Ra này có để bao nhiêu mà đánh nhanh thế nhỉ? Hình như để dây combat 20 giây thì phải. Trời ơi, mất gần chục vịt đấy. Tính ra là mình mất đến 10 con vịt đấy. 6 con vịt đấy mới đâu cuối tuần trước mình lấy hai cái mỏ vịt này. Đi sớm hơn lấy hai mỏ vịt này chúng ta có thêm 4 vịt nữa là 10 con. Thì bây giờ có phải vịt nó dày không? Đánh nó khỏe. 17 con vịt mới đúng. Cái vấn đề khi mình ăn nhà không đủ cái vàng để hồi nếu mà không mua hai con này này mua con này thì mình không có vàng để xây mắc level mình ngủ mình đo ăn đây được đánh cái bóc này cũng được có con này level 2 chạy bộ thì mình đánh được thì bóc luôn xong chạy xuống lấy thành này luôn từ 6 là mình đã lấy thành này rồi đấy, là lỗi em để tiền xây mắc level trước đúng à mà bút con này lại cái slot còn được quân cái slot còn được quân chứ nó số 13 kiểu gì chả phi lên nó đánh mình kiểu gì chả phi lên đánh mình nhanh thế dỗ đích chơi tới bây giờ đấy là auto quick combat rồi đấy đánh con này lấy găng này đánh con này đo sang đây lấy cái bóc rồi luôn xong rồi lai xuống đánh cái này lấy găng này lấy cái bóc có thể nữa là vừa hết một ngày nó ngồi thành được không kịp hồi thành không kịp hồi thành chúng ta về đánh nước hai bóc này nữa nhanh quá nhanh quá áp chó lên nào chó thiếu gì ta vần đó thì xây lên từng từ từ nào vội quá là cuống vội quá thành cuống vội quá thành cuống từ từ không phải giục không phải giục lót con này cơ
tuần rồi đúng nhỉ? Nhanh quá, chưa kịp chả nghĩ gì cả. Chưa dậy báo dậy, bây giờ phải nhanh mấy tuần này để còn đỡ lại tuần sau. Đánh choáng quá, hơi choáng, tốc độ hơi cao. Cái con này đánh lại nữa thôi, bỏ thôi. Còn chưa kịp xoay tướng họ. Hot Naga. Phải nốt mấy cái bác của Sumi luôn thôi. Bởi vì lỗi không bao giờ phải nhiều vịt đánh dễ hơn nhiều. Đánh lỗi quá. 30 vịt. Nếu mời khoảng 10 con nữa, hiện tại là gần 20, 20 con rồi. Đánh con này thêm mấy mỏ này một bóc này thì ra là chậm phải gần 30 bịt. À, vì đánh lỗi. Vì đánh lỗi. Tiền đang hết rồi. Hết con này. Thoáng quân level 1 nhiều hơn. Sợ thật. Quanh 600-700 chó vào quanh đây thì mệt lắm. Quanh đấy mà chỉ chịu đa mới làm gì. 600-700 nhân 4 là một set dây chết. Chó như là 6 máu nhỉ. Đúng rồi, 6 nhân 4 là 636. Nếu mà được 600 con bây giờ là khoảng hơn 400 con. Nó set 2 lần chết. Lỗi quá. Giờ là áo này, khiên này. Bây giờ là fly xuống ăn cái này xuống đo xong. Tôi ăn cái bắp này luôn. Áo Titan 9, 8, 6, 13. Về ghép và nhìn nhau về kiếm giáp mình đang nhìn hơn, nhưng mà cái giá mít mới biết được giá mít nào nhanh là đột đồ mới khỏe hơn. Quan trọng giá mít bây giờ từ đây xem nào, không đo ra đây luôn. Chúng ta có thể fly xuống ăn cái này, đứng từ đây chúng ta đo, lên đây chúng ta ăn bóc về luôn. Đó, ăn cái này hoặc là ra đây
ăn rất bóc phải tùy lực, tùy lực của chúng ta. Astatia đánh hú này, hú này. Lên rồi. Hết tiền. Trận này mình không đẩy tiền ra, tiền mình hơi yếu, một quân không đủ luôn. Này không biết là đủ Zamit chưa? Zamit luôn nhỉ? Tả đánh Zamit luôn đi. Đánh con nào dễ? Đánh con này, Zamit luôn đi. Về thành này. Về thành này đây. Đánh luôn con này, đánh luôn con này đi. Vẫn phải áp, vẫn phải áp con lên. Phiêu. Phiêu con này các bạn sẽ đánh hơn hot con này. Phiêu con này một con 800 máu, cứ cho là 4 con đi. 4 con nhân 8 lên. Con này nhớ con này khoảng 7 đến 8 lần máu. 7 lần, con này 127 lần, 47. Con này chỉ là lót, ngang với lót con này thôi. Nhưng mà đánh bị còn yếu hơn thì 8 này, nếu con tổng 8 con Naga đánh con này. Nó chỉ kể được cái speaker thôi. Có lẽ mình sẽ về đây, mình up xong mình ra đánh con này luôn. Về đây à, vai ra đây con đấy xong. Để đánh trước con này, con đo sẽ đánh con này luôn. Đánh rút cái bóc này. Từ thành này đo xuống đây lấy bóc luôn được nhỉ. Bỏ qua vịt đi, vịt tại đây không mất được. Phải ra vịt nhanh. Không phải ra lấy đồ trước, họ mạnh lắm. Quan trọng lấy đồ mít này, ra vịt càng sớm tốt. Mình bị đánh lỗi mất hết vịt. Không bây giờ là thêm 10 con nữa là 20 mấy con là khỏe lắm đấy. Xong lấy cái áo này xong về đây. Về đây xong mình fly xuống đây mình ăn. À mình còn một lần đo mà đúng không nhỉ? Đúng rồi. Big play. Đo ra này kiếm giáp ạ. Fly tới ăn bóc à. Khó nhỉ, khó nghĩ nhỉ. Cái gì buồn. Cái gì cũng thèm. Với ăn cái áo, ăn áo lồng tăng kiếm giáp lên ra mít đánh cho khỏe. 4 công 4 thủ ấy. Tăng 20% đam và giảm 10% đam. 21 lên 21, 17.
rồi, mang tiếng là tiếng điện giáp, nhưng mà đây, nếu bỏ cái này ra thì là 13, 13 đều. Kiếm giáp lên ngang nhau. Chứng tỏ là cái này nãy giờ lên kiếm nhiều. Chứng tỏ cái này nãy giờ lên kiếm nhiều. Bỏ cái này lại lên slot nữa. Nhặt bóc. Cách chuẩn chuẩn này ra. Quên, bây giờ về up luôn thì cần bóc biết gì cả. Bây giờ về up luôn. Ra mít luôn. Còn 1 phút nữa thôi. Úi dồi ôi. Rồi. Ta sẽ xem nào. Để tiền lên tía chúng ta về, chúng ta lấy quân cho nó mạnh. Tiền. Cố ra. Chọn con chưa xây. Ôi, tiền ít tê 5.000 một ngày. Ôi, họ ra mít rồi, mít ngay mà. Ra mít phát kiếm giáp họ tăng vù luôn. Thế mới khổ. Thế mới khổ. Ô, cái này mình chăn chưa nhỉ? Ăn rồi. Mình đánh lỗi kia mất vịt tiếc quá. Trận đấu như thế rồi. Lao phải đánh con nào mình không nắm rõ thế. Cái kỹ năng của nó lắm. Với cái đấy thành đấy mình đánh ít nhưng mà mình chưa nắm được, mình phải đánh nhiều hơn cái thành đấy được. Thành thì phải đánh nhiều mới nhớ được. Devin. Lót Devin cả. Không phải
thôi, ngủ đây. À, chả kiếp. Ô kiếm thiên thần này, trời ơi, không nhìn thấy luôn ạ. À. Thời gian hết rồi. Thời gian hết mất rồi. 11, 24. Không kịp nhìn luôn. Thời gian hết nhanh quá. Sách gió này. Bây giờ có mana dùng fly một lần nữa không? Dùng fly một lần nữa được. Có lẽ mình sẽ lấy cái thành ở đấy đi. Cái thành ở giữa mid này để có thể dùng mana đã. Lấy hết mana rồi. Chúng ta sẽ lấy đồ rồi sau. Đây đây. Đây. Đây nữa. Quanh thua chứ. Làm mid trọng hơn họ thua rồi. Trận này chủ yếu làm thế nào ra mid nhanh nhất có thể. Ra mid xong phải đủ quân đánh bọn này. Nói chung là cứ kiếm buff nhanh nhất. Quân được mạnh, ra mid quẩy lúc cái hết cái chỗ đồ này thì khỏe rất là nhanh. Quan trọng là sách gió, sách đất để lấy được cái phép set dây vào skin nâng cao lên là được. Kiếm giáp thì cái ông nào mình sẽ thử chơi vận tướng phép xem sao. Tướng phép thành đầm lầy đúng nghĩa ra là một tướng phép cũng khá là mạnh nhưng mà mình biết dùng. Nếu biết dùng tướng phép thành đầm lầy rất là mạnh. Coi như xong để tiền lên cái xem mà thành rồi. Họ lấy thành mất rồi. Bây giờ đánh họ được không? Bây giờ chỉ là sợ phun phép thôi. Bây giờ một là mình đánh họ luôn. Hai là để họ mạnh hơn mình sẽ thua. Mình có hai lựa chọn, một là mình phải đánh họ luôn, cách lấy kiếm gần phải vừa luôn. Chỉ có lấy kiếm thần trong vua đỏ luôn thì mình có hội thắng. Đúng rồi. Bây giờ mình vua đỏ luôn họ thắng được. Mình thắng được nếu như họ không đủ phép chạy về thủ thành rồi. Này không đủ được chạy cay thế. Chạy rồi. Chơi đi. Chạy cũng được. Xẻo mạnh phép thôi. Chỉ sợ mạnh phép thôi. Đánh con này phải 1.300 để cái giày xung quanh đánh họ được. Hot con này. Thôi đánh người chơi luôn. Bây giờ cũng chả có lựa chọn nào khác. Ui dồi, 1.6 phép, hy vọng chưa có sách. Có sách là mình thua rồi. Họ có sách là mình thua. Đánh láo thật sự. Đánh láo thật sự. Cho họ chưa phép ghế đàn. Hy vọng thế thôi. À, thế chứng tỏ là mấy con sách gió tại sao không dùng set dây ta? Tổ Haster để làm gì? Về quân thì mình có thể chơi được họ, nhưng mà về lực thì
về số lượng quân, nhưng mà về lực thì thực chất thì lực mình đang yếu hơn họ. Mình công họ bị giảm 3% ở công mình là 3 điểm, và của mình giảm 7 điểm. 7 nhân 5 là 17,5%, 7 nhân 2,5 là 15% ra đam. Với người ta công họ bị giảm 75% đam. Nói chung là nó tạo một chút nếu mà anh gấm chay. Gì đấy? Sang 59 giây đi nhé. Ra là hơi đau đấy, để cung mình sẽ bắn gấp 4 lần đam. Hiện tại là vì mình cung gãy là 1 này, bắn qua tường thành là 2, mình giảm mất 3/4 đam. Bắn cung gãy đã giảm còn nửa đam rồi nhá, bắn qua thành chúng ta giảm nửa đam nữa, chúng ta chỉ còn 1/4 đam. Cờ lông, ô, xách nước à. Căng rồi. Chim xét kia đánh hết phản chưa? Được, thì ra đây. Phép nước của nó chỉ gây đam một lần thôi, bởi vì là mình đánh xong đánh chết con chim xét này thì phép nước của lông của nó sẽ tự biến mất. Anti magic à? Đèn gì? Lắc tăng gần như double đam luôn. Đánh bò đánh chó, không đánh bò, đánh bò không đánh bò là căng đấy. Thì ra mày cấm phải. Sau khi có bắn cho người ta, bởi vì bây giờ cung thẳng rồi, vào tầm cung thẳng rồi, chưa chỉ bắn qua tường thành thì còn nửa đam thôi, chứ không bị giảm 1/4 đam, 3/4 đam chứ, chỉ giảm nửa thôi. Bây giờ con này của họ lại đang cản chân, bây giờ họ nhường lượt thì đến lượt mình, chó mình sẽ vào nơi 1, 2, 3, 4, 5 mà sẽ vào cái nơi. Cái vấn đề là như thế, bây giờ phải phi ra, phi Naga ra cái cộng đồng, đó. Sao họ không dùng? À, họ mới có sách nước rồi. Con tướng này tướng Haster rồi. Ồ, là thế. Thế thì xong đấy. Chó đánh thì họ có xích nước, chỉ có xích gió xích đất. Con tướng này tướng luyện Haster và lại có Haster, chưa có sách gì ra lấy thành mít rồi. Quân mình mạnh mình đánh láo chứ. Mình xem bằng cái F5 ấy, khi mình thấy quân họ yếu hơn quân mình, với cả thực sự 500 chó cũng kinh đấy, 500 chó hay 300 cung cũng kinh đấy. Thực ra mình đẩy hết mấy quân mạnh mà quân gây đam đau tách trên này, giữ xe có tách con xa con chó với con này ra chó ở trên để tránh việc sắp dây chết một trong hai quân chủ lực của mình luôn. Vì còn một quân còn lại là lao lên đập nhau chay đánh láo mà. Bây giờ đánh gì, không đánh bò, tân sau bò nó húc cho thì thôi. Đánh vịt tiếp, ăn ngon, đánh lấy gì. Ôi đen thế. Đánh cái này thôi. Nào lôi lên đây, lên đây xem nào, con này đi kiểu gì, lôi đi kiểu gì, Naga đánh kiểu gì, giờ con này nó hút vào đi để chạy kiểu gì, lại cho thần đèn đứng áp sát khung,
Nhưng thế này mắt sắc cùng chó vụt chết. Chợ tăng nhảo nữa chứ. Họ thì họ cũng láo, mang mít quân mà dám chiếm thành mít. Mình thì mình cũng lại còn láo hơn, mình đỡ vẫn bận hào mình lên để chiếm thành mít. Bây giờ lấy thịt bè người. Rồi, chó vụt chết rồi cùng bắn thì đi. Cùng bắn mất phải 6 naga. Bây giờ đánh Hira hay đánh bò? Đánh bò, không đánh bò thì bò sợ đấy. Đúng rồi, đánh bò đúng. Bye bye. Úi dồi, một con. Một con. Thành này có Cyclops, mình may là Cyclops có phá luôn cửa thành này, thành ra là họ không thủ được, mà kể cả thủ cho nó cung mình kéo cung với Cyclops lên cái vị trí này thì họ cũng thua rồi. Bye bye. Đánh không có láo, láo thật sự, láo thật sự luôn. Ok, chết cười, tao hỏng quá. Thành for play. Ôi, trận hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm trận duel khác vào buổi chiều ngày mai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào video lần sau.